Anh Túc TV chuyên Clam Arab Beauty miễn phí hàng đầu tại Việt Nam. Nếu anh em còn chưa đăng ký kênh thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video những quả kẹo Arab cũng như Clam chất lượng Túc gửi tới anh em. Ok, với anh em thì đến quả kẹo ngày hôm nay thì Túc hướng dẫn anh em nhận 6.000 cây đến từ dự án Meta Kelo này. Để tham gia kèo này anh em cần kích vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm nhiệm vụ chatbot trên Telegram. Thì 6.000 cái đồng này thì tương ứng 60 đô đấy, thì mỗi một rát thì anh em sẽ nhận được là 2.000 cái đồng cây này tương ứng với 20 đô. Ok, đường link con này mình có để dưới phần mô tả. Kích vào, anh em kích vào start này, sau đó anh em kích vào join này. Thì cái con kèo hôm chiều mình đăng ấy, cái con kèo lốt ấy thì nó đã phân phối cho anh em rồi nhá, kích vào phát là nhận được luôn đấy, khá là ngon. Mỗi anh em nhận được 10 đồng, 10 đồng gì nhỉ, mình có đăng đấy, quên bố có đơn tên rồi đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em mà nhận thôi, thì căn bản năm việc qua nên cũng không nhớ rõ được rồi. Anh em ra vào trên new đi rồi, ok, sau đó thì follow like rồi tweet post lại cái bài viết của cái thằng cây Meta Kylo này. Rồi nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng Mac trên Twitter của nó, anh em sẽ theo dõi này. Rồi anh em kéo xuống này, anh em thả nó có tim cũng như anh em sẽ tin lại thôi. Rồi sau đó thì anh em sẽ quay sang anh em đăng ký kênh Discord này của nó này. Rồi nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng Discord này. Rồi anh em chấp nhận được mời cho mình. Rồi sau đó thì anh em quay sang tiếp tục làm vụ chatbot này. Follow trên Medium, open cho mình. Ở Medium không vào được thì anh em có thể bật địa chỉ bên thứ ba, app bên thứ ba để hỗ trợ vào. Rồi anh em sẽ bật địa chỉ bên thứ ba nên rồi ấn tải lại cho mình. Đó thì lại vào được đây. Việt Nam thì nó chặn trên Medium này. Đó. Anh em sẽ kích vào follow này, chờ lúc nó load đó. Rồi anh em sẽ follow cho mình này. Đấy. Ok, bây giờ quay sang bot này. Cho trên promoter trên chiêu của nó này. Promoter cho nó đấy. Do rồi thôi, anh em chưa đòi có thể rồi. Ở thoát ra này. Follow trên Twitter này. Rồi. Rồi khi đến giao diện thằng Twitter này, anh ta có tim này. Như anh em sẽ tin lại thôi. Rồi anh em sẽ quay sang, anh em ấn vào phần bốn gạch này cho mình này, ấn ra này, bây giờ cốc trà, kích vào xem cốc trà này là cái gì, cam, cam thì em kích vào cái thằng cam, đây cam này. Rồi anh em xin chụp mail của anh em rồi nhá. Rồi rồi khi nhập mail anh em xong thì em gửi đi này. Rồi địa chỉ B20, anh quay sang trước trong MetaMask em lấy nhá, tầm bài lên xong machine này, nhận này, kích phần sao xem này. Ok, quay sang gửi cho nó này. Rồi gửi đi này. Ok, bây giờ anh em sẽ gửi cái link. Ok. Trái ở kích phần hồ sơ này. Em sẽ kích góc phải màn hình cho mình này. Em phần chia sẻ này. Sau đó thì anh em sẽ sao chép vào khay nhớ tạm cho mình nha. Put sang bên trái này. Ok. Rồi sau đó thì anh em quay sang gửi cho nó này, gửi đi này. Ok, sau đó tút thì anh em tiếp tục quay sang này, kích phần này cho mình này, phần quả cầu kết nối sao chép liên kết này. Rồi quay sang gửi cho nó này, gửi đi này. Vẫn ai vô giới cho mình. Discord thì đã đòi yêu cầu của địa chỉ ưu sử dụng Discord của anh em, anh quay sang Discord cho mình nhé. Đây cái góc trái màn hình này và cái góc phải dưới màn hình cho mình này, đây là ưu sử dụng Discord của em nằm ở cái địa điểm chỗ này đây. Anh tôi vẫn 94 tháng 7015. Ok, mình sẽ nhập của mình vào tháng 94.
Rồi anh em sẽ gửi đi này. Ở my room thì tiếp tục ấn hai vô select này. Rồi anh em sẽ sao chép username my room rồi gửi cho nó này. Rồi em sẽ kích cái phần ba chấm cho mình này, ba chấm góc trái màn hình ấy. Rồi kích phần đại diện này, góc phải cho màn hình. Rồi sau đó kích vào avatar này. Rồi avatar xong thì anh em kích vào phần kích phần ba gạch này cho mình và ấn phần copy link, profile link. Ok. Rồi quay sang gửi cho nó xong. Copy có phải được không nhỉ? Rồi gửi đi này. Rồi tiếp sau đó thì I have a select này. Tiếp tục I have a select này. Và nó bắt anh em do ba kênh này của nó và ấn đôn này. Rồi thì ấn đôn này. Rồi đến cái bước này thì anh em mới vào My Value này. Rồi ấn vào Balance Check Số Dư này. Ok, vậy là 6.000 cái đồng cây này từ 60 đô đã ghi nhận và trả người phân phối thôi. Khi mà phân phối như nào đó mình đã sẽ ra visa cụ thể thông báo cho anh em sau nha. Vậy là video mình đã gửi tới anh em. Video này đến kết thúc. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại video tiếp theo.